hai bạn thân mến, chắc chắn tới đây hai bạn sẽ sinh một em bé đúng không ạ? Khi mà sinh em bé ra, buổi đêm em bé khóc thì ai sẽ là người đi pha sữa cho em bé uống ạ? Rồi thì thực ra bây giờ lái xe trình về còn thì bé đã ước ngon anh baby về không em? Một bé đặt baby nát vang vượt, bé sẽ ông một mặt anh mì. Hai xoay trái. Hai xoay trái. Oh, lát đây. Một điểm mở tuyệt vời. Yeah, thì phải xin anh đã tập practice rồi. Thưa quý vị, tỷ số đang là một điều ạ. Rất hấp dẫn thưa quý vị, trò chơi hiểu nhau. Tỷ số là một điều. Vâng, và tiếp theo chắc chắn là khi hai bạn kết hôn xong thì chắc chắn sẽ có một tuần trăng mật đúng không ạ? Khi các bạn đi du lịch tuần trăng mật, ai sẽ là người lên kế hoạch đầu tiên ạ? Rồi về đợt bà sẽ bước ra mà hôn đi muốn mắc hết. Un về bước đi plan được mắc hết. 1, 2, 3 2 ạ. Cả hai. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì lúc nào có lúc buồn lúc vui đúng không ạ? Cũng như thời tiết phải có lúc nắng lúc mưa. Cho MC Việt Tiến hỏi một câu hỏi cuối cùng luôn. Câu hỏi này hai bạn phải thật chân thành. Nếu như trong cuộc sống mà đôi khi mà hai bạn giận nhau đúng không ạ? Cũng phải có lúc vui và lúc buồn và lúc giận hờn vu vơ đúng không ạ? Giận rồi lại làm lành. Thế ai là người chủ động trong khi mà hai bạn giận nhau? Ai sẽ là người chủ động làm lành đầu tiên ạ? Mario hay là Lan Anh ạ? Bây giờ thì anh công ty Let's Talk ra rồi. Lúc này là nick in the room. Còn về là strike game in vừa rồi. Về vẫn anh thăng em mê tê anh chú lưu. Ai xoay trai. Mario. Ai mang đi em bố Christine. Thì là đáng Mario. Biết đáng. Đáng cái gì. Vâng, xin mời hai bạn. Thank you.